Xin chào quý vị khán thính giả thân mến đang đến với kênh chuyện Radio Góc Cảm Xúc Quý vị khán thính giả và các bạn thân mến Trong buổi tối ngày hôm nay, Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị khán thính giả Một câu chuyện ngắn tâm lý xã hội, làng quê, có thực, mang tựa đề, phút giây lầm lỡ Và nội dung của câu chuyện này như thế nào? Thì ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này Mặt trời khuất dần sau chân núi Màn đêm cũng đã dần buông xuống trên cánh đồng lúa vừa gieo mạ non. Bà Nhài uể oải vươn vai sau một ngày dài mệt mỏi. Bà năm nay đã 53 tuổi. Cái tuổi đáng lẽ ra đã được nhàn hạ hưởng thụ thì giờ này bà vẫn phải ngày ngày đi cấy thuê cho người ta. Đã hơn 10 năm nay bà một mình vò võ trong căn nhà lá đơn sơ dựng tạm. Ngày ngày đi làm thuê làm mướn từ tờ mờ sáng cho tới tận tối khuya. Người ngoài nhìn vào tưởng đâu bà là người phụ nữ quá chồng không con, nhưng thực ra bà cũng có chồng con đầy đủ như người ta, chỉ là chồng bà bỏ nhà đi biển biệt hơn chục năm nay, một mình bà phải vất vả một nách ba con. Thế mà sau khi mấy đứa con đủ lông đủ cánh, cũng lần lượt chúng nó đi tìm tương lai của bản thân mình, bỏ lại người phụ nữ này, ngày ngày lủi thủi một mình trong căn nhà trống trước hở sau. Trước kia gia đình bà cũng có một căn nhà cấp 4, thế nhưng vừa đứa con trai út muốn có tiền làm ăn, nên bà đã chiều theo ý con mà bán ngôi nhà đó đi. Bản thân bây giờ lại đang ở nhờ trên đất của một người họ hàng xa bên chồng nhiều đêm bà vì thương cho bản thân mình mà chỉ dám len lén bật khóc bà có cô đơn buồn tuổi cũng chẳng biết tâm sự cùng với ai bà biết nơi chồng mình đang làm cũng biết ông ta đang sống chung như vợ chồng với một người đàn bà khác thế nhưng cái thân bà thì làm sao có thể tìm tới nơi đó nó xa cả ngàn cây số bà chẳng có điều kiện để đi tìm chồng dần già bà đã quen với cuộc sống cô đơn một mình, chỉ biết tìm công việc để quên đi những điều mà bản thân chẳng muốn nghĩ đến, quên luôn cái việc mình là một người đàn bà. "Về thôi, cô Nhài ơi, muộn quá rồi." Tiếng gọi của những người đi làm về cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Nhài, bà ngẩng đầu lên bảo, "Mọi người cứ về trước đi, tôi cái nốt chỗ này cho xong rồi mai về sau." Ui dào, còn thì mai làm tiếp, rồi cứ cố làm gì, rồi ốm ra đấy ai chăm. Bà nhài cười nhẹ, tay vẫn không ngừng công việc của mình đang làm mà nói với theo. Ngày mai tôi phải qua làng bên, cố chút nữa cho xong luôn. Vậy thôi, chúng tôi về trước đây. Bà làm cho nhanh đi, về mà còn cơm nước, cũng muộn lắm rồi đấy. Tiếng bước chân, tiếng cười nói dần dần khuất xa sau lưng bà. Màn đêm vây quanh người đàn bà khổ sở này. Bà nương theo ánh trăng ngày rằm để cấy nốt cho xong cây xảo ruộng mình đã nhận. Bụng đang réo rất kêu đói. Bà nhài ngừng tay rót cốc nước trong bình mang theo. Mặt hướng về phía những ánh đèn ấm áp ở trong xóm nhỏ. Bà biết dưới ánh đèn đó là những gia đình đang quây quần bên mâm cơm tối. Tiếng cười nói rộn ràng hạnh phúc của những đứa trẻ với bố mẹ mình. Bà cũng đã từng có một gia đình nhỏ bé như vậy nhưng những ngày tháng tuổi già, bà lại phải cô độc một mình. Giọt nước mắt mặn chát cứ thế rơi xuống. Bà khẽ lắc đầu, cười chính bản thân mình. Đã hơn 10 năm nay, bà đã chịu đựng được thế rồi, bây giờ lại còn tủi thân cái gì nữa chứ? Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm bà khẽ dùng mình, đứng lên sách giỏ đi về nhà. Thế nhưng không biết vì bụng đói hay vì làm việc mất sức, mà bà cảm thấy hoa mắt chóng mặt tay chân bùn rùn chẳng đứng lên được nữa lúc này ở đây đồng không mông quạnh chả có ai bà gắng gượng đứng dậy nhưng lại ngã xuống tay chân bất lực đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì bà nghe có tiếng bước chân ở phía sau đi tới còn có ánh đèn pin lập lòe ẩn hiện có ai ở đấy không giúp giúp tôi với bà nhài dùng hết sức gọi người đó đến giúp mình Bà nghĩ để chắc chắn là người cùng xóm đi làm về muộn như bà. Này, bà, bà gì ơi, bà có sao không? Bị ngã ai làm sao mà lại nằm ở đây? Giọng của một người đàn ông vang lên. Người đó vừa hỏi han vừa đi đến đỡ bà đứng dậy. Ông ấy còn cẩn thận nhìn xem tay chân bà có bị làm sao không nữa. Bà nhài nghe giọng nói có phần lạ thì nhìn kỹ gương mặt của người đàn ông vừa giúp mình. Đây không phải là người trong làng bà. Tôi không sao, chỉ bị chóng một chút thôi. Cảm ơn bác nhiều nhá. Mà sao bà đi làm về muộn thế? Có một mình bà thôi à? Tôi đi kế thuê cho người ta, kế nốt cho xong buổi ạ. À. à, nhưng ông không phải người ở đây. Tôi thấy ông lạ quá. Tôi ở cách đây hai xã cơ. Hôm nay sang đây cày thuê cho nhà bà Loan. Bà ấy mời cơm nên về hơi trễ hai người họ cứ thế vừa đi vừa trò chuyện câu chuyện cũng chỉ xoay quanh về lúa má đất tai bà nhài hỏi tên thì mới biết ông ấy tên là đại cũng đi làm thuê làm mướn như bà vậy thôi ông ấy là người đàn ông vui tính vừa mới gặp nhưng bà nhài cũng bị ông ấy chọc cười vài lần làm bà quên đi cả cái mệt mỏi bà thoải mái nói chuyện với người đàn ông vừa giúp đỡ mình nhưng khi đến gần nhà thì không dám mở lời mời ông ấy vào nhà mình uống chén nước. Cảm ơn bác hôm nay đã giúp tôi. Nếu như không có bác thì tôi không biết bây giờ sống chết thế nào rồi. Cảm ơn bác nhiều lắm. Có gì đâu mà cảm ơn nhiều thế. Tôi cũng chỉ là vô tình đi ngang qua. Thấy bà như vậy thì giúp đỡ thôi mà. Mà giờ này muộn quá rồi. Không tiện mời bác vào nhà sơi nước. Lần khác mời bác ghé nhà tôi chơi. Nước nồi làm gì Tôi cũng phải về đây, muộn rồi. Bà vào nghỉ ngơi sớm đi, tôi về đây. Vâng, bác, bác về cẩn thận nhé. Không hiểu sao trong bài nhài khi chia tay ông Đại, có một thứ cảm xúc gì đó rất kỳ lạ trong bà, mà bà cũng chẳng thể gọi tên. Ông Đại vừa chào tạm biệt người đàn bà khắc khổ đó, vừa đi ngân ngang một câu dân ca, vừa hướng về phía đường lớn. Bà nhài nhìn ông ấy đi khuất, rồi mở cổng bước vào trong nhà căn nhà tối om lạnh lẽo càng làm thêm vẻ cô đơn trong bà bà đi đến mở công tác điện rồi ngồi thẫn thờ nhìn về bức hình gia đình treo trên tường mà bà đã cố gắng gìn giữ suốt bao nhiêu năm qua bà nở một nụ cười đắng ngắt một người mẹ nuôi ba đứa con khôn lớn nhưng bây giờ chúng nó chẳng thèm đói hoài gì đến bà bụng không còn kêu đói nữa bà cũng chẳng muốn ăn uống gì nên vơ vội bộ quần áo rồi đi tắm, sau đó lên giường ngủ. Sáng mai bà còn phải dậy sớm để đi sang xã bên. Gà vừa gáy tờ mờ sáng. Bà ngày như thường lệ rời khỏi giường, xuống bếp nấu ù một tí cơm để còn mang theo. Hôm nay bà nhận kế ruộng cho một người quen ở cách đây hai xã. Đường đi có vẻ khá xa nên bà tranh thủ đi từ sớm, cấy cho nó mát. Hôm nay bà cảm thấy mệt mỏi. Đầu cũng đau âm ỉ, nhưng bà không thể nghỉ được. Đã nhận lời người ta phải cái nốt, không có qua cái vụ mùa. Nên bà cố gắng đi làm. Trời vừa sẩm sáng, bà nhài đã mang theo hộp cơm. Trên đường cũng chẳng có một bóng người qua lại. Độ 20 phút sau, bà đến nơi. Chào hỏi mọi người xong thì bắt đầu công việc của mình. Ở đây toàn người lạ, bà chẳng quen ai chỉ chào hỏi xã giao, dư cũng chẳng có chuyện gì để nói. ơ, ờ, bà nhai, bà bà cũng làm ở đây đi à? một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. bà quay người nhìn lại thì thấy ông đại đang cười với mình. ôi, bác đại đi à? cô Bùi nhờ tôi sang đây giúp cho vài ngày. cô ấy cũng là họ hàng xa với nhà tôi. thế à? mà cô đã khỏe chưa mà đi làm rồi? Sao không nghỉ ngơi thêm đã? Tôi khỏe rồi bác ạ. À. Tôi đi làm chứ cũng nhận lời cô ấy rồi, ở nhà thì lại càng mệt hơn. Không khí có phần náo nhiệt hơn khi mọi người cùng hòa chung vào câu chuyện của ông Đại và bà Nhài. Họ tò mò hỏi tại sao hai người lại quen nhau, rồi lại đùa giỡn gắn đếp đôi trai ông bà. Một người phụ nữ lớn tuổi nhìn bà Nhài bảo: "Này, cô gì ơi, Lão ấy đào hoa lắm đấy nhá Đàn bà quá chồng ở đây Đứa nào đó đấy chết mê chết mệt lão Mọi người nghe xong thì cười ồ lên Chỉ có bà nhài là hơi đỏ mặt cúi xuống Mấy cái bác này Còn chưa biết người ta chồng con hay chưa Mà đã trêu ghẹo như thế à Ông đại cười khà khà Mắt vẫn không rời khỏi người bà nhài Không hiểu sao ông lại bị thu hút Bởi một người đàn bà khắc khổ già nuôi như bà ấy tôi có chồng có con rồi ạ à. ông nhà tôi chỉ đi làm ăn ở xa thôi mọi người đừng nói đùa như vậy mất hay đấy mọi người dối rít xin lỗi bà nhài rồi lảng sang chuyện khác họ bắt đầu nói về ông đại nói về hoàn cảnh của người đàn ông này qua cuộc nói chuyện của mọi người bà nhà mới biết được hoàn cảnh của ông ấy là một người đàn ông cũng quá vợ lại chẳng có con cái gì từ ngày vợ ông ấy mất ông ấy ở vậy làm bạn với con gà con chó cũng chưa từng muốn đi thêm bước nữa bà nhài thấy cảm thông cho hoàn cảnh của người đàn ông này cũng thầm khâm phục người đàn ông chung tình với vợ ngay cả khi bà ấy đã không còn bà nhài chăm chú làm việc riêng của mình bà không xen vào câu chuyện của mọi người mà chỉ lầm lũi lắng nghe lâu lâu họ kể một câu chuyện cười thì bà cũng cười theo Ai hỏi gì thì bà trả lời lấy xong lại thôi. Mọi người thấy bà có vẻ không muốn nói chuyện nên cũng không ai hỏi thêm gì nữa. Mãi cho đến trưa, khi mọi người nghỉ tay ăn cơm thì bà nhài thấy trong người không khỏe cho lắm. Bà ấy ăn vội miếng cơm nhưng lại không nuốt trôi. Đầu đau như búa bổ, cả người lạnh run lên mặc dù trời đang nắng trang trang. Tay bà run rẩy bưng bát cơm, mặt trắng bạch không còn giọt máu bà nhài bà làm sao thế bà nhài bà nhài ơi mọi người ơi chắc là trúng gió hay sao ấy người bẫy nóng quá bà nhài chỉ nghe mọi người gọi tên mình nhưng lại không thể đáp lời bà mê man buông cả bát cơm trên tay sau đó cảm nhận được con người ẵm mình lên hay là ông đưa bà ấy về nhà nghỉ ngơi một lát đi nhà ông gần đây nhất còn gì nên tiện thôi được rồi để tôi đưa bà ấy về đã cơn đau đầu kéo tới làm bà nhài tỉnh dậy bà nhìn quanh căn phòng lạ đơn giản nhưng sạch sẽ vô cùng trên đầu bà còn có một chiếc khăn trường kế bên là một ly nước ấm vẫn còn bốc khói bà tỉnh rồi đấy à có khói chịu ở đâu không ông đại từ ngoài bước vào trên tay còn bưng theo bát cháo nóng sao tôi lại ở đây ôi giời bà chưa khỏe thì ở nhà mà nghỉ ngơi đi làm gì mà phải cố để làm cái gì Bà say nắng đến ngất xỉu Nhà tôi ở gần đây Nên đưa bà vào đây nghỉ mát Ê à Cảm ơn bác nhá Tôi lận lần nữa phiền bác nữa rồi Phiền phức cái gì Bà cứ hay suy nghĩ lung tung Ngồi đây ăn bát cháo nóng đi cho khỏe Tôi vừa nấu xong đấy Ông bước đến giường Đỡ bà ấy ngồi dậy Tay đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ cho bà Bà đỡ sốt rồi đấy Ăn cháo đi rồi uống thuốc rồi tôi đưa về nghỉ ngơi. Những lời quan tâm hỏi han của ông Đại như một luồng khí nóng xót vào tim bà nhài. Bà lấy chồng cũng ngót nghét gần 30 năm rồi, thế nhưng chồng bà là một người đàn ông khô khan. Ông ấy chẳng bao giờ nói với bà những lời quan tâm như vậy. Ở cái tuổi xế chiều, bản thân cũng đã vắng chồng suốt 10 năm qua, nhưng tưởng rằng mọi cảm xúc đã trai sản. Thế sao lúc này, Bà này mới phát hiện ra mình vẫn còn thổn thức bởi sự quan tâm của người đàn ông lạ này. Nước mắt trực tràn trên khóe mắt, bà ấy bẽ lẽn cúi đầu, quyệt vội sóng nước mắt vừa rơi, không để cho ông đại phát hiện ra giây phút mình yếu đuối. Cảm ơn bác nhiều lắm, tôi chẳng biết lấy gì để trả ơn bác nữa. Kỳ bà này, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ơn với cả Huệ, sao mà cảm ơn mãi thế, dậy ăn đi rồi mà uống thuốc chứ. Nói rồi ông ấy cẩn thận nâng vai đỡ bà dậy. Cây chạm nhẹ đó cũng đủ làm hai con người đã thiếu thốn lâu nay. Họ bỗng như có cái gì ở trong lòng họ phát sáng. Một muỗng cháo đã được thổi nguội đưa đến trước miệng bà. Bà nhài ngại ngùng tránh đi. Bác cứ để đấy. Tôi tự ăn được. Bác không cần... Cơm, ừ. cô ăn đi. Người gì mà yếu thế này lại còn xúc làm sao được cháo nữa. Ăn đi nghe tôi nhé. Thú thật thì tay bà bây giờ cũng không nhấc nổi nữa. Tay chân mỏi dã rời không nghe theo lời bà. Bật đặc sĩ bà nhài phải há miệng, từ tốn ăn từng muỗng cháo mà ông đại đưa tới. Cả hai người như một đôi vợ chồng già, săn sóc lẫn nhau. Mà chồng với con bà đâu? Sao yếu bệnh như thế này mà người ta vẫn để bà đi làm à? Ông nhà tôi đi làm ăn xa lắm, ở mãi trên điện biên cơ. Mấy đứa con thì cũng đứa vào miền Nam Đứa vào miền Trung lập nghiệp cả rồi Chẳng mấy khi về nhà thăm mẹ ông ạ Còn cái lớn rồi Mà chúng nó không gửi tiền đến nuôi bà à Nhà có mỗi mình mẹ già ốm yếu thế này Mà các con sao chán thế à bà Lời trách móc vô tình của ông đại Lại như nhát dao đâm trúng vào tim bà nhài Chỉ có những người ở trong hoàn cảnh như bà Mới thấu hiểu được nỗi đau của bà là như thế nào bà cắn chặt sang mình để không bà cắn chặt răng mình để ngăn ra tiếng bật khóc. Nhận thấy tâm tình bà ấy không tốt khi nhắc đến chuyện chồng con, ông đại cũng không dám nói gì thêm nữa. Ăn được lưng bắt cháo, bà nhà lắc đầu không muốn ăn thêm. Ông đại lấy hai viên thuốc cùng ly nước ấm đưa đến cho bà ấy. Bà uống thuốc đi rồi nằm nghỉ một lúc, chiều mát tôi đưa bà về. Ông Đại quay lưng bưng bát cháo ra ngoài. Nhưng khi vừa tới cửa thì ông nghe bà nhài nhỏ giọng bảo. Thật ra tôi sống một mình hơn chục năm nay. Ông nhà tôi bỏ tôi đi biển biệt không thấy về. Chắc là cũng ở với vợ bé ở trên điện biên. Các con tôi chúng nó chẳng thèm gọi cho mẹ lấy một lần ông ạ. Ông Đại nghe xong thì trong lòng dâng lên một cảm xúc chua xót Người đàn bà với dáng vẻ nhỏ nhắn kham khổ đó đã cố cùng mình mạnh mẽ suốt bao nhiêu năm qua. Bà ấy đã phải chịu đựng những gì, ông chẳng thể hiểu được nó. Đặt cái bát xuống bàn, ông trở lại ngồi kế bên bà ấy, tay cầm tay bà ấy vỗ về. Tôi nói cái này, bà xem có được không nhá? Hay là bà về đây ở với tôi đi, chúng ta nương tựa nhau lúc tuổi già. Ông đại không hiểu sao mình lại đưa ra một lời đề nghị đường đột như thế khi mới chỉ gặp người đàn bà này đến lần thứ hai. Ông chỉ biết rằng mình rất thương người đàn bà này, rất muốn được chăm sóc cho người họ, rất muốn được kề cận sớm tối. Bà nhài thì rất ngạc nhiên trước lời đề nghị đầy táo bạo đó. Bà lắp bắp nói chẳng tròn câu. Nhưng tôi với ông, chúng ta sao mà... Ông không hiểu bà ấy đang nói gì nhưng ông nhìn được sự ngạc nhiên trong mắt bà ấy. Tôi nói thật đấy, nếu như bà không chê tôi nghèo thì sang đây ở với tôi. Chúng ta có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, bầu bạn nhau lúc tuổi già. Nhưng mà dù sao tôi cũng đã có chồng. Chẳng phải bà bảo ông ấy đi biển biệt 10 năm nay không về à? Vậy thì chắc gì từ giờ đến hết đời ông ấy sẽ quay lại đâu. Bà ở vậy đợi chờ ông ấy, thì ốm đau ai chăm sóc cho bà? Rồi có ngày tôi nói thế này bà đừng trách chứ. Bà nằm khô ở đấy cũng chả ai biết đâu. Bà nhài lại ngần người suy nghĩ về những gì mà ông Đại nói. Ông ấy nói quả không sai. Chồng bà đã có người phụ nữ khác bên ngoài. Ông ấy còn quay lại đây để làm gì nữa chứ? Thế nhưng bà lại thấy mình không xứng đáng với ông Đại. Tuy rằng hai người cũng chạc tuổi nhau, nhưng nhìn ông ấy còn phong độ lắm, bà thì như một bà già 70, già cũng nhăn nheo cả rồi sao ông cứ phải thích tôi làm gì đầy người cũng thích ông đấy thôi tôi không xứng với ông đâu ạ à. bà cứ nói vậy tôi cũng đâu phải người thích cái đẹp đâu tôi chỉ cần người bầu bạn lúc tuổi già thôi mà bà nhài không trả lời bà cũng không biết nên trả lời thế nào mới phải sự chân thành cùng cách quan tâm của ông đại đã làm bà siêu lòng Thế nhưng bà vẫn là người phụ nữ đã có gia đình. Bà không phải hạ người lẳng lơ đến mức có thể dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của một người đàn ông lạ. Thế bà không nói gì, ông đại đứng lên đi ra ngoài. Ông cũng không muốn ép buộc bà phải nghe theo mình. Cho dù họ đã là những người trưởng thành, tuổi tác cũng chẳng còn quá trẻ để nói đến chuyện yêu đương. Nhưng tình cảm, cho dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, cũng phải xuất phát từ hai phía bà nhài nằm trên giường vì mệt quá nên thiếp đi lúc nào chẳng hay trong đầu bà vẫn còn đang suy nghĩ về những giang giờ về lời đề nghị của ông đại ông đại ơi bà nhài bà đã khỏe chưa vậy bớt sốt rồi bà để cho bà ấy nghỉ thêm một tí nữa rồi tôi đưa về vâng thế thì tốt quá rồi tôi về đây về còn cơm nước nữa à đây có mấy quả trứng gà sáng ngày luộc đi ăn vẫn còn ông đưa cho bà ăn tạm nhé một người làm chung lúc nãy đi ngang qua nhà ông đại nên ghé vào hỏi tăm. bà nhài nằm trong giường nghe tiếng nên cũng giật mình tỉnh dậy lúc này trời đã sầm tối bà lật đật bò xuống giường rồi đi về nhà từ đây về nhà bà cũng khá xa chết muộn thế này rồi cô à phiền bác quá thôi tôi về đây bà nhài xò đôi dép trước sân rồi đi ra cổng Ông Đại vội vàng đuổi theo giữ bà ấy lại. Bà đợi một chút tôi đưa bà về. Muộn thế này bà về một mình tôi chả yên tâm. Có sao đâu hả à, bác? Tôi về một mình được mà. Không sao cái gì mà không sao. Lỡ giữa đường xảy ra chuyện gì thì tôi biết làm sao được. Cứ đứng đấy. Tôi vào lấy cái áo rồi tôi ra ngay. Bà ngày không ngăn được sự nhiệt tình của ông Đại nên cũng nghe lời ông mà đứng yên ở đó. Một lúc sau ông đi ra, trên tay còn cầm theo cái áo khoác đưa cho bà. Bà khoác vào, tối rồi, sương xuống sẽ lạnh đấy. Bà nhài cầm cái áo trên tay, lặng lặng khoác lên người mình. Trong lòng bà cảm thấy ấm áp vô cùng. Thì ra được quan tâm chính là cảm giác như vậy. Hai người không ai nói với ai lời nào, cả quãng đường cũng chỉ có tiếng bước chân sóng đôi cùng nhau. Trong tim mỗi người đều có một cảm xúc khác lạ đến trước cổng nhà bà bà nhài cũng không thể để ông ấy vậy nên ngỏ lời mời hay là bác vào nhà tôi uống chén trà đã nhé tôi cứ tưởng bà đuổi tôi về luôn cơ đấy ông đại cười lớn rồi cứ thế mà đi theo sau ông nhìn quanh căn nhà một lượt rồi cảm thán bà không lợp lại cái mái nhà à mùa mưa bão đến rồi để như thế này thì làm sao mà sống nổi bà nhài đưa mắt nhìn lên trần nhà từng lỗ thủng to nhỏ liền kề nhau mưa nắng thì còn đỡ chứ mùa mưa thì nó rụt khắp nơi chắc ít hôm nữa tôi gọi thợ đến làm giúp thôi bác ạ à. nhà không có đàn ông nó khổ thế đấy ngày mai tôi sang làm giúp cho bà khỏi phải kêu thợ tôi không dám phiền bác nữa đâu để tôi thuê người làm là được mà ồ hay cái bà này thì bà thuê tôi đi này tôi cũng đâu có nói là làm không công cho bà Ông Đại cười vui vẻ với câu nói nửa đùa nửa thật của mình. Sau đó đi đến ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong nhà. Nhìn hoàn cảnh của bà nhài, ông lại càng thương bà hơn, càng muốn chăm sóc cho bà ấy nhiều hơn. Nói chuyện thêm đôi ba câu, thì ông Đại đứng lên ra về. Bà nhài ra đóng cửa rồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Bà biết ông Đại có tình ý với mình, bà cũng biết trong lòng mình cũng có một tình cảm dành cho ông ấy. Thế nhưng bà lại chẳng dám đối mặt với đoạn tình cảm này. Bà sợ người đời dị nghị, sợ mình trở thành người đàn bà lẳng lơ trong mắt người khác. Đêm nay bà mất ngủ, không phải vì cơ thể sinh bệnh mà là vì những vướng mắc ở trong lòng. Trái tim và lý trí của bà chẳng đồng nhất với nhau, bà không tìm ra đáp án cho chính bản thân mình. Bà ấy ngủ quên đến tận hơn 7 giờ sáng Mãi cho đến khi nghe tiếng gọi ở ngoài cửa bà ấy mới bật dậy. Vừa mở cửa đã thấy ông Đại tay sách đồ nghề đứng đợi sẵn. Bà cứ tưởng ông ấy chỉ nói đùa chứ không ngờ hôm nay ông ấy lại sang đây thật. Gọi mãi cha tế trả lời. Tôi tưởng bà lại ngất trong nhà rồi đấy. À, hôm qua tôi mất ngủ bác ạ. À. Đến sáng nay mới chợp mắt được một tí. Vậy thôi, bà vào mà ngủ thêm đi. Tôi làm một mình được mà. Gớm, mặt trời lên đến đỉnh cao rồi, ngủ nghe gì nữa? Mà sao bác sang sớm thế? Tôi tranh thủ sang sớm để làm cho xong ý chứ. Hay là bà muốn ngày mai tôi lại sang nữa hả? Bà ngày đã quá quen với những câu nói nửa đùa nửa thật của ông đại. Bà cũng chỉ cười rồi đi vào đánh răng rửa mặt. Ông đại nhanh như cắt, leo lên mái nhà sửa sang lại chỗ đã rách nát tâm trạng ông cũng vui vẻ hơn mọi ngày ông nhận ra thái độ của bà nhài đối với ông đã có vài phần thay đổi cũng không mong muốn gì nhiều hơn ông chỉ mong sao bà ấy có thể để cho ông từ từ tiến vào cuộc sống của bà cùng bà trải qua những năm tháng tuổi già vui vẻ mọi chuyện có lẽ không có gì đáng để nói nếu như tối đó ông đại không uống nhiều hơn vài ly rượu sau khi công việc hoàn tất bà nhài thịt con gà Mới ông ấy ở lại xơi cơm. Ông Đại vui vẻ nhận lời, nhưng ông có một cái tật là ăn cơm là cứ phải có vài ly rượu thì ăn mới thấy ngon miệng. Bà nhài cũng làm theo ý ông, ra tiệm tạp hóa đầu làng mua thêm cho ông ấy cút rượu. Mầm cơm nóng hổi được bà nhài dọn sẵn, ông Đại chẳng ngại ngồm gì mà vừa ngồi xuống ăn cơm vừa nói chuyện như người trong một gia đình. Lâu lắm rồi ông mới có một bữa cơm canh nóng hổi như vậy từ ngày vỡ mất đi. Ngày ba bữa, ông chỉ ăn cho qua loa, chứ chẳng thiết tha gì ăn uống. Hôm nay được bà nhà nấu cho bữa cơm đường hoàng, ông lại căng, mong hơn một hạnh phúc bình dị. Đó là có người chờ sẵn ông bên mâm cơm vào cuối ngày. Lâu lắm rồi, tôi mới được ăn ngon như vậy đấy bà Bà cứ nói quá, cơm canh bình thường chưa có gì đâu mà ngon. Có cơm canh nóng là ngon lắm rồi mấy năm nay có khi cả ngày tôi chỉ ăn một gói mì tôm cho qua bữa bà nhài nghe xong cũng có chút thương cảm đàn ông ở một mình là vậy đấy làm gì có ai săn sóc cơm nước cho bà cũng thèm những bữa cơm nhà như thế này cũng đã bao nhiêu năm qua bà ăn cơm một mình rồi hai người chung hoàn cảnh như nhau họ đồng cảm với nhau và đều có một mong ước sản dị hai người vừa nói chuyện vừa ăn cơm bên cạnh những câu chuyện buồn thì cũng có những tiếng cười đan xen. Ông Đại hôm nay có dịp tâm sự với người khác nên ông cũng uống nhiều hơn mọi ngày. Mãi đến khi tàn bữa thì chai rượu cũng đã cạn đến đáy. Trời lúc này đã tối hẳn, bà nhài bưng mâm bát ra sân để đó rồi quay vào bảo với ông Đại. Muộn lắm rồi, ông tranh thủ mà về nghỉ ngơi đi. Hôm nay tôi cảm ơn ông nhiều lắm. À, mà tiền công hết bao nhiêu tôi gửi tiền bạc cái gì. Bữa cơm của bà là đủ trả tiền công cho tôi rồi đấy. Ấy chết, thế làm sao được ạ? À? Tôi đã nói từ đầu là không muốn làm phiền bác cơ mà. Bác cứ để tôi trả cho bác đi. Tôi không nhận tiền đâu, hay bà trả cái khác đi. Ông đại lúc này đã ngà ngà say nên mạnh miệng hơn hẳn, bà Nhài nghe xong câu này thì cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Bác nhìn xem, nhà tôi ngoài ký kế Chứ cái giường rách kia thì làm gì mà còn gì trả cho bác đâu. Bác lấy tiền công đi cho tôi vui. Hay bà lấy thân bà trả cho tôi đi, chứ tiền thì tôi không lấy. Cái ông này cứ đùa tôi, thân xà này của tôi thì đáng giá bao nhiêu chứ. Bà nhài nghĩ ông Đại nói đùa nên cũng vui vẻ đùa theo ông. Nhưng bà lại ngỡ ngàng khi ông Đại tiến đến ngồi gần kế bên bà rồi nói nhỏ vào tay bà ấy vô cùng đáng giá là khác chứ. Chỉ cần bà đồng ý trao thân bà cho tôi. Bà nhài hoàng hốt ngồi dịch sang một bên, tránh khỏi cái đụng chạm của ông Đại vào tay mình. Thôi thôi, bác đừng có mà đùa tôi, bác về nghỉ đi, muộn quá rồi. Bà cho tôi ở lại đây một đêm thôi, tôi say quá, không về nổi nữa đâu. Không, nhà tôi làm gì còn phòng nào khác đâu, cũng chả có cái giường nào, ông ở lại đây sao mà được. Thì tôi ngủ chung với bà cần gì giường khác. Nhưng hàng xóm họ biết được thì phải làm sao? Tôi đã có chồng con, đâu thể nào để người đàn ông lạ vào trong nhà mình ngủ được đâu. Bà yên tâm, sáng mai tôi về sớm, không ai nhìn thấy đâu mà phải sợ. Thôi tôi mệt quá rồi, không đi nổi nữa rồi. Bà nhài chẳng biết làm sao khi ông đại cứ nặng nặng đòi ở lại. Bà cũng không thể nào nói lý lẽ với người đang sai được nên đành mở tủ lấy ra thêm một tấm chăn cũ rồi chảy xuống nền nhà lạnh lẽo vậy thôi bác nằm tạm ở đây đi nhá chứ ngủ chung giường tôi thấy nó lạ lắm ông đại chẳng trả lời cũng không có ý định đến chỗ bà ấy đã trải sẵn ông đi một mạch thẳng đến chiếc giường duy nhất trong nhà rồi cứ thế nằm trình in ở đó bà nhái lắc đầu cười kia ông này cũng bướng thật đấy chứ bà mặc kệ ông đại tiếp tục ra rửa chén mát rồi lấy quần áo đi tắm rửa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, bà cầm cái khăn vừa lau tóc vừa đi vào, thì thấy ông đại ngồi sẵn trên sàn nhà ngây ngốc nhìn bà ấy. Bà đỏ mặt ngại ngùng. Cái bác này, nhìn gì mà nhìn khiếp thế? Tôi nói thật nha, bà bây giờ khác với ngày thường lắm luôn đấy. Tôi xem chút nữa chẳng nhận ra bà luôn đấy. Triệu làm bác hoa mắt đấy à? Tôi vẫn là tôi chứ có gì đâu mà khác. Lời ông đại nói là thật bà nhài đang mặc một bộ quần áo ngủ ngắn ngang đầu gối tay áo cũng chỉ quá nách được một chút mà thôi làn da bà ấy trắng mịn màng được phô ra trọn vẹn dường như những nét khắc khổ chỉ xuất hiện ở đôi bàn tay của bà ấy mà thôi ông đại mải mê nhìn chẳng chớp mắt dục vọng trong con người ông đã kìm nén vài năm nay bỗng nhiên được khơi dậy ông rất muốn chạm vào làn da mướt mắt của người trước mặt thế nhưng lại chẳng dám làm liều Bà nhài cũng nhận ra ánh mắt ông đại nhìn mình có bao nhiêu phần mê man. Bà ý thức được mình đang mặc bộ quần áo không thích hợp lắm, nên vội vàng tắt đèn lên giường đắp chân lại. Thôi, tôi ngủ đây. Sáng mai bác dậy sớm mà về bằng cửa sau đấy. Tôi chẳng muốn hàng xóm người ta lời ra tiếng vào. Mệt lắm. Tôi biết rồi. Thôi bà ngủ đi. Chiếc đèn duy nhất trong phòng cũng được tắt đi. Cả căn nhà chìm vào bóng tối. Bà nhài không dám trở mình, cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ biết nén chặt hơi thở, chẳng dám phát mạnh ra. Nghĩ đi nghĩ lại, bà cũng thấy mình quá liều lĩnh, nếu như ngày sáng mà ông đại không dậy sớm được, bà bị người khác nhìn thấy thì bà phải giải thích làm sao? Tâm trạng bà nghĩ đến nhiều giả thiết, cũng đã nghĩ ra rất nhiều lời nói dối để lấp liếm kể chuyện tồi tệ nhất xảy ra. Bỗng bà cảm nhận được sau lưng mình có tiếng bước chân chưa kịp quay lại thì đã bị vòng tay ông đại ôm chầm lấy bác bác làm cái gì thế à nào bà ngoan đi để tôi ôm một chút thôi không bỏ bỏ tôi ra bà nhài càng cố đẩy ông đại ra thì ông ấy càng siết chặt tay mình hơn cả cơ thể bé nhỏ của bà nằm trọn trong vòng tay ông hơi thở ấm nóng của ông phả vào tai bà khiến bà như phát điên phát dại đã rất lâu rồi bà ấy chẳng tiếp xúc cần gần với ai thế này cũng đã rất lâu rồi bà quên cảm giác thân mật giữa vợ và chồng sự đụng chạm của ông đại khiến cho bà này sinh một thứ cảm giác khó tả toàn thân như bị hàng vạn con kiến đang bò lên rất bứt rứt tôi xin lỗi nhưng mà tôi không chịu được nữa ông đại ghé sát tay bà nhài nói từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim bà khiến nhịp thở của bà trở nên sồn dập. Bà nhài không trả lời, cũng không còn dễ dụa nữa. Bà cứ thế nằm yên trong vòng tay ông ấy, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể ông truyền sang. Bàn tay ông đại cũng chẳng yên phận nữa. Những ngón tay thô ráp chai sần của ông đi tới đâu là làm bà rung lên từng hồi tới đó. Ông cứ thế mà chạm nhẹ, ông nâng niu bà, ông mơn trớn từng tức xa thịt không bỏ qua sót phần nào mọi thứ vướng víu bây giờ cũng dần dần được bỏ ra ánh trăng vằng vặc len qua khung cửa sổ chiếu lên cơ thể của hai người tiếng thở dốc bắt đầu vang lên trong đêm đen tĩnh mịch xen với đó là những tiếng kêu nhỏ của bà nhài bị nuốt ngược vào trong ông đại cứ thế mạnh mẽ lao vào trận chiến mọi thứ từ ông ấy rất điêu luyện mọi thứ được kiềm nén suốt bao nhiêu năm qua bây giờ ông ấy đem ra mà thưởng thức mọi thứ bà nhài bây giờ như một món ăn hấp dẫn nhất bà nhài như lạc vào mê cung tay bà chỉ biết bấu chặt vào đó miệng vô thức phát ra những tiếng kêu mơ hồ không biết họ đã trải qua bao lâu chỉ khi bà đã không chịu đựng được nữa thì họ mới thở hắt ra một tiếng sau đó họ ôm chặt lấy nhau cả hai người cùng nhau đợt đến cao trào của ân ái Ông Đại hô lên chán bà ấy. Khi sự thăng hoa đi qua, cả hai người ôm chặt lấy nhau cùng chìm vào giấc ngủ. Bà nhài vẫn lo sợ, trong lòng nên chốc chốc lại tỉnh. Bà nhìn gương mặt người đàn ông kế bên mình, sau đó lại không biết mình đang có làm đúng hay không. Tình cảm và dục vọng cuối cùng đã chẳng thắng nổi lý trí. Nhưng bà vẫn rất sợ miệng đời. Gà gáy canh đầu tiên, bà nhài đã vội vàng đánh thức ông đại. Bà không muốn bản thân bị hàng xóm đem ra bàn tán này kia. Ông đại cũng hiểu cho bà ấy. Trước lúc rời đi, ông còn nháy mắt bà ấy nói một câu chân thành. Hay bà dọn sang ở với tôi, chúng ta nương tựa nhau mà sống thôi. Bà không trả lời, chỉ bảo mình cần suy nghĩ thêm. Và rồi sau đó vài hôm, không biết ông đại đã tỉ tê những gì mà bà nhài quyết định khăn gói sang đó ở bà bỏ qua mọi lời bàn tán của người đời bà không để ý đến những người khác nói gì về mình cũng không muốn bản thân lo lắng ông chồng của bà sẽ quay lại vì bà biết ông ấy bây giờ đã yên ấm bên một người đàn bà khác rồi bà có trở thành hòn vọng phu thì cũng thế thôi vậy thì tại sao bà lại phải khổ bà không tự đi tìm hạnh phúc riêng cho mình từ ngày bà nhài dọn về đây sống ông đại vui hơn hẳn hàng xóm xung quanh ai cũng chúc mừng ông vì kiếm được người nâng khăn sửa túi lúc về già ông nở một nụ cười hạnh phúc đi đâu cũng muốn đưa bà ấy theo cuộc sống của hai con người có chung hoàn cảnh tuy không khá giả nhưng lại tràn đầy tiếng cười sự dí dòm của ông đại làm trong ngôi nhà lúc nào cũng có tiếng cười nói vui vẻ khác hẳn với cái không khí tĩnh lặng của vài năm qua ông đại dựng thêm cái chuồng gà phía sau nhà ông lấy tiền tiết kiệm của mình mua một đàn lợn về cho bà nhài chăm sóc ông không muốn bà ấy vì dầm mưa dãi nắng phải cày cuốc ngoài đồng nữa ông muốn người đàn bà của đời ông có một cuộc sống tốt đẹp hơn khi về ở với ông thời gian đã thấm thoát trôi qua và cũng đã gần ba năm cho dù đôi lần không hiểu nhau cũng dẫn đến cãi vã nhưng họ vẫn ở bên nhau một tháng trước, bà nhà nhận được thư của đứa con trai út. Cậu ấy muốn đón bà lên thành phố để tiện chăm sóc. Thế nhưng bà nhài đã gửi tu hồi âm lại cho con. Trong thư bà nói rõ về cuộc sống hiện tại, cũng bày tỏ mong muốn của mình được ở cạnh người đàn ông mà bà đã chọn. Sáng hôm nay, bưu điện giao đến nhà, nhà bà một bưu phẩm. Bên trong là áo quần và cùng một số thuốc men con trai út gửi về cho bà. Bên trong kèm theo một lá thư, cậu ấy viết cho ông đại, nội dung vỏn vẹn chỉ mấy dòng chữ. Cậu muốn gửi gắm mẹ mình cho người đàn ông tốt bụng đã chọn mẹ, cũng cảm ơn ông vì đã chăm sóc cho mẹ cậu suốt thời gian qua. Bà nhài dựa đầu vào vai ông, nhắm mắt nghe đọc, nhắm mắt nghe ông ấy đọc lá thư của con trai mình. Bà hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc vì con của bà, còn nhớ đến bà nhưng hạnh phúc hơn có lẽ bà tìm được một người đàn ông để mình có thể săn sóc và dựa vào mong rằng cuộc sống hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mong ông đại sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với người đàn bà đã có hơn nửa đời người cực khổ để quãng đời còn lại của bà chỉ có những tiếng cười và sự hạnh phúc chứ không còn những sàn nước mắt mặn đắng trên môi Quý vị khán thính giả và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây. Ngọc Diệp xin kính chúc quý vị khán thính giả sẽ có những phút giây thật thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.